Gần đi lẹ đi em còn nói chuyện. Em nói chuyện với bạn em mà em hát một bài 4 phút mấy là sao em? Trời ơi, em nói chuyện với ai mà dữ vậy? Mà trời ơi, đẹp đẹp quá nha trời. Em biết em đẹp rõ nữa khi em nữa. Bánh bèo xích ga cưng. Trời ơi, gu tôi mắc hí má rồi. Trời ơi, lấy vợ cho ba má vui thôi, chứ đây mới là lẽ sống của đời em đây. Trời ơi, nói cái gì vậy? Em ra xe đi, tài xế đưa em về trước, rồi mai em về nha. Em ra đi. Đi đi em, ra xe đi. Tài xế nó dẫn em ra đổ xăng rồi nó đưa em về nha. Về lẹ đi em. Ấy ơi. Trai dữ cái trời. À, cái gì đó không anh? Trời ơi, sao kêu tôi bằng ông anh vậy? Chứ giờ anh muốn tôi gọi anh sao? Tôi á, là chồng sắp cưới của bé Ngân. Ừ, thì tôi biết mà. Thôi anh về với bé Ngân đi. Anh ở đây làm gì? Không, tôi là chồng sắp cưới của bé Ngân mà tôi muốn làm vợ sắp cưới của anh được không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Cái tự nhiên là... tôi với anh là đang ngóng nhau vợ chồng gì đấy? Đâu có đâu, bé Ngân là ba má tôi bắt tôi lấy, tôi làm tròn chữ hiếu, rồi tối tôi lén đi chơi với anh nghe. Anh nói cái gì? Thử đi, mình thử thách 6 ngày 6 đêm chơi 3D đi. Cha mẹ kêu không về, dòng họ kêu không về. Get go! Thôi thôi thôi, anh đi về giùm tôi đi. Anh thử đừng ở đi. Đây anh chọc ghẹo tôi nữa. Tôi không có muốn nhắc gì tới xóm trọ 3D hay hẻm 3D gì đâu. Anh đi, anh chập chững chơi 3D đi vui lắm. Không, tôi bù của cho. Tôi cho anh 100 mấy tỷ chịu không? Thôi anh đi về đi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Từ chối tình yêu của tôi à? Đêm nay hơi bời, lòng nghe ra duyên trong một đêm. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ tuôn trên mi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương trên gặp khuya buồn. Có sợ mưa mà. Tôi sợ anh chứ tôi không có sợ mưa. Không, đừng sợ mưa, em có áo mưa mà. Cười cái gì? Áo mưa hai đầu hai đứa mình bận được. Anh nghĩ gì xa vậy? Thôi, tôi nghèo hèn lắm. Anh nhà giàu anh về với nhà giàu của anh đi. Nhất quyết không chịu tôi phải không? Không. Được rồi, anh sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi sẽ về, tôi nằm đêm tôi cầu nguyện, tôi thắp nhang, tôi nhớ anh. Tôi về đó. Anh về đi. Tôi về đây. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một cái màn hài kịch gọi là hai anh em mới ráp trưa nay thôi. Hai anh em thì có một cái duyên đóng phim chung với nhau. Cho nên là trước đây thì chị Nhung cũng giúp đỡ cho Gia Bảo rất là nhiều. Thì bây giờ là Gia Bảo giúp lại cho Trường Sang cũng như là các em sau này. Thì cái tình cảm nó sẽ còn hoài giữa các anh em nghệ sĩ với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay mưa gió đã có mặt ở đây để ủng hộ Trường Sang cũng như ủng hộ các anh em nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.